Nga tuyên bố bắn hạ máy bay Ukraine, Ukraine tuyên bố tiếp tục giao tranh dữ dội với Nga. Lực lượng Nga và Ukraine tiếp tục đấu súng vào thứ Bảy khi cuộc chiến cân sức của họ diễn ra, với phía Nga tuyên bố bắn hạ máy bay Ukraine, trong khi phía Ukraine cáo buộc tiếp tục giao tranh dữ dội với Nga. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân đội Nga đã chiếm một vị trí thuận lợi hơn trên tiền tuyến vào ngày hôm đó, tấn công một trạm căn cứ tác chiến điện tử, trạm căn cứ radar, hệ thống tên lửa phòng không và các mục tiêu khác của Ukraine, bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-24 của Ukraine và một số trực thăng, và đánh chặn một số tên lửa, bom trên không và máy bay không người lái của Ukraine. Cũng vào thứ Bảy, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã ban hành một báo cáo cho biết, tính đến 16 giờ ngày hôm đó, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục giao tranh với quân đội Nga trên tiền tuyến, với cuộc giao tranh dữ dội nhất ở khu vực Pokazhe-Oveska. Theo báo cáo của Frankfurter Allgemeine vào thứ Bảy, Đức có kế hoạch giảm một nửa viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2025 từ 8 tỷ euro xuống còn 4 tỷ euro. Theo báo cáo, các nhà lãnh đạo Liên minh Chính phủ Đức đã đạt được thỏa thuận vào thứ Sáu về việc cắt giảm chi tiêu của chính phủ vào năm 2025 nhằm ưu tiên các nhu cầu chi tiêu trong nước khác. Binh lính chiến đấu ở khu vực Kursk cho biết khó khăn nhưng xứng đáng. Những người lính Ukraine luân phiên rời khỏi khu vực Kursk của Nga cho biết vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 rằng cuộc tấn công này khó khăn nhưng xứng đáng. Phát biểu với Reuters từ trên nóc một khẩu pháo M109 Paladin do phương Tây cung cấp, một người lính cho biết nhà máy điện hạt nhân Kursk sẽ là của chúng tôi. Một người lính từ một đơn vị khác nói với Reuters rằng tình hình ở khu vực Kursk đang trở nên khó khăn hơn sau khi xe bọc thép của anh ta trúng mìn và phải quay trở lại lãnh thổ Ukraine để sửa chữa. Nhà máy điện hạt nhân Kursk cung cấp một phần lớn điện cho miền nam nước Nga. Nhà máy này nằm cách biên giới với Ukraine 60 km, 37 dặm. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sizersky cho biết vào thứ Sáu rằng lực lượng của Kiev đang tiến từ 1 đến 3 km, 0,6 đến 1,9 dặm, ở một số khu vực trong khu vực Kursk, 11 ngày kể từ khi bắt đầu tấn công vào Nga. Người dân Ukraine chạy sang Hungary có nguy cơ trở thành người vô gia cư do thay đổi luật lệ. Một tổ chức phi chính phủ và cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết, vào thứ Tư ngày 21 tháng 8, hàng nghìn người chạy khỏi Ukraine sang Hungary có nguy cơ trở thành người vô gia cư hoặc bị buộc phải trở về nước khi một thay đổi thắt chặt các điều kiện để người tị nạn tiếp cận hỗ trợ của chính phủ về chỗ ở có hiệu lực. Theo các quy định mới, chỉ những công dân Ukraine đến từ các khu vực mà chính phủ Hungary coi là bị ảnh hưởng bởi chiến tranh mới được hưởng nhà ở do nhà nước trợ cấp. Tại ngôi làng Kosice, hàng trăm người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, nhiều người trong số họ là người Roma thiểu số và nói tiếng Hungary, ngồi trên phố với đồ đạc của họ, sau khi họ phải rời khỏi một nơi trú ẩn địa phương. Đại diện của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, UNHCR tại Trung Âu cho biết cơ quan này lo ngại rằng mọi người sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở về Ukraine trái với ý muốn của họ hoặc phải đối mặt với tình trạng vô gia cư. UNHCR đang kêu gọi chính phủ xem xét lại quyết định này. Nga dùng chiến thuật độc đáo ở Avdiivka khi liên tục tổ chức những mũi thọc sâu xuống ngay sườn các khu vực định chiếm giữ và tạo nhanh vòng vây ba phía, chỉ chừa lại một hướng để Ukraine tháo chạy. Nga chưa chút cơn thịnh nộ xuống Ukraine. Kênh Military Summary đưa tin, cuộc tấn công toàn diện dự kiến vào cơ sở hạ tầng của Ukraine của Nga cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Ukraine có thể kỷ niệm ngày độc lập mà không có cảnh báo tên lửa. Lý do cho việc không có cuộc tấn công hiện vẫn chưa rõ ràng. Những cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga ở các khu vực biên giới khác mà phía Ukraine dự kiến cũng đã không thành hiện thực. Tuy nhiên, vẫn có những động thái trên thực địa khi quân đội Nga đang tiến dọc theo các cánh đồng theo hướng Kupiansk. Ở Pokazhe-Oveska, khu định cư Rodivka bị Nga tấn công từ phía nam. Tại Novorodivka, giao tranh hiện đang diễn ra ở trung tâm ngôi làng, nơi từng có 14.000 người sinh sống. Ngoài ra còn có các động thái của Nga về phía nam, bao gồm một cuộc tấn công cơ giới vào ngôi làng cây Alivka. Các hoạt động tấn công của lực lượng Moscow tiếp tục tập trung ngày càng nhiều vào phía nam. Chiến thuật độc đáo của Nga ở Avdiivka rất hiệu quả. Kênh SITREV cho biết, sau những thành công gần đây, các nhóm xung kích của quân đội Nga đã tiến xa hơn tại Novogrodovka ở mặt trận phía bắc Avdiivka, Pokazhe-Oveska. Trong khi đó, theo kênh Kalibrated Map, lực lượng Moscow tiếp tục phát triển về phía nam, từ Tai Che hướng tới các đường E50 tiếp vận cho Mikhailovka. Chiến thuật độc đáo của Nga ở vùng Avdiivka đang gặt hái được, nhưng thành công khi họ liên tục tổ chức những mũi thọc sâu xuống, ngay sườn các khu vực định chiếm giữ và tạo nhanh vòng vây ba phía, chỉ chừa lại một hướng để đối phương tháo chạy và đúng vậy, nhóm quân Ukraine sợ bị bao vây, cũng như mất tiếp viện vũ khí lương thực nên buộc phải rút lui. Qua đó, Nga đỡ tổn thất trong khi vẫn đạt được mục đích ở hết khu định cư này, đến ngôi làng kia. Phóng viên chiến trường Lee Sitsin của Nga cho biết, mặc dù không mấy sôi động nhưng trên hướng Kupiansk, lực lượng Moscow âm thầm lấn rũi, và các mũi xung kích của họ đã sắp tiến tới bờ sông Oskol.
начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, Министерства обороны, Генеральным штабом на ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности. И заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области. Hôm nay 24 tháng 8, nhân ngày độc lập của Ukraine, Tổng tư lệnh tướng Alexander Sizersky đã trao giải thưởng nhà nước và giải thưởng cấp bộ cho lính dù của một số lữ đoàn thuộc lực lượng tấn công đường không Ukraine, những người đang tiến hành các hoạt động chiến đấu ở khu vực Kursk của Liên bang Nga. Phát biểu trước lính dù, ông Sizersky lưu ý đến vai trò quan trọng của các lữ đoàn thuộc lực lượng tấn công đường không Ukraine trong việc tiến hành các hoạt động đột kích, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động Kursk đối với người dân Ukraine và cộng đồng quốc tế, báo cáo viết. Tướng Sizersky nói, nhờ có các bạn, hàng ngàn sinh mạng thường dân ở khu vực biên giới đã được cứu. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 24 tháng 8 khẳng định, hoạt động của Ukraine ở khu vực Kursk của Nga đã giúp ngăn chặn việc chiếm giữ một phần khu vực Sumy và thành phố Sumy. Ông Zelensky ca ngợi tên lửa Palantir mới do Ukraine sản xuất. Kiev Independent đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, những tiến bộ quân sự mới của Ukraine, đặc biệt là tên lửa Palantir, là một cách quan trọng để đất nước hành động, trong bối cảnh một số đối tác quốc tế của nước này chậm trễ trong việc ra quyết định. Hôm nay, lần đầu tiên và thành công trong chiến đấu, vũ khí mới của chúng tôi đã được sử dụng thành công, ông nói. Một loại vũ khí hoàn toàn mới, tên lửa Palantir của Ukraine. Chúng tôi đang chuẩn bị một số giải pháp mạnh mẽ hơn. Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh đến việc mở rộng liên tục năng lực phòng thủ của Ukraine và thúc giục các đối tác thể hiện mức độ cam kết tương tự. Ông kêu gọi những người ủng hộ Ukraine gây sức ép với các đồng minh để cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa chống lại các mục tiêu quân sự của đối phương bên trong lãnh thổ Nga. Quân đội Nga đã tăng cường lực lượng pháo binh đến tỉnh Kursk, trong khi bị tố cáo thực hiện nhiều cuộc tấn công trên lãnh thổ Ukraine. Ukraine tổn thất 5.800 binh sĩ tại Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 8 thông báo đã điều thêm các hệ thống tên lửa và pháo đến tỉnh Kursk, nơi đang bị lực lượng Ukraine kiểm soát một phần sau cuộc tấn công xuyên biên giới hôm 6 tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết, hơn 300 binh sĩ Ukraine đã thương vong trong 24 giờ trước đó, nâng tổng số thiệt hại của Kiev tại Kursk lên 5.800 binh sĩ. Theo hãng tin Sputnik, trang The Kiev Independent cùng ngày tổng hợp thông tin từ quân đội Ukraine cho biết, sau gần 3 tuần, lực lượng Ukraine đã tiến sâu 35 km vào lãnh thổ Nga, kiểm soát thị trấn Svitza và hơn 90 khu định cư, bắt giữ hàng trăm binh sĩ. Ukraine còn phá hủy toàn bộ 3 cây cầu qua sông Sam để bao vây lực lượng Nga trong khu vực. Nga, Ukraine tấn công lãnh thổ nhau. Quân đội và các quan chức Ukraine ngày 25 tháng 8 cho biết Nga đã phóng nhiều tên lửa và máy bay không người lái, UAV trong đêm để tấn công các khu vực miền Bắc và miền Đông, làm bị thương ít nhất 29 người, theo Reuters. Không quân Ukraine nói rằng hầu hết tên lửa không đến được mục tiêu. Một tên lửa rơi xuống tỉnh Sumy giáp với Kursk là một người thiệt mạng và ít nhất 16 người bị thương. Nga còn phóng đến 9 UAV và Ukraine phá hủy 8 chiếc trong số đó. Trong khi đó, giới chức Nga cho biết 5 dân thường thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau cuộc tấn công của Ukraine tại thị trấn Rakhine, tỉnh Belgorod, Nga vào rạng sáng 25 tháng 8, theo đài RT. Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov thông báo 9 người đã nhập viện, trong đó có 6 người bị thương nghiêm trọng. Một đường ống khí đốt và một đường dây điện bị hư hại sau vụ nã pháo. Ủy ban điều tra Nga đã mở vụ án hình sự về hành vi khủng bố về vụ việc. Báo tin tức cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày hôm nay. Hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn like, share và nhận thông báo để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.